Thưa quý thính giả của Việt Nam Exodus, Tiến Thắng xin được tiếp tục nói chuyện với ông cựu thuyền trưởng Nguyễn Hòa Quang về những đề tài liên quan đến đệ tam sứ đoàn của cuộc kháng chiến Nam Bộ. Và sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại về cái việc mà ông đã đi Trung Quốc như thế nào. Thì xin chào anh Quang, anh khỏe không ạ? Cảm ơn anh Thắng. Thì như kỳ trước chúng ta đang nói chuyện về cái vấn đề tới ông Nguyễn Huệ tham chánh đó. Dạ. Sau đó đó thì chúng ta nên tiếp tục cái giai đoạn đó cho hết. Dạ. Yeah. Tại vì sau đó chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề của Trung Quốc. Vâng. Dạ xin mời. Có vấn đề số anh em về liên lạc qua đó. Dạ. Hỏi thăm cái vấn đề đó nhiều lắm. Thì lần trước mình đã nói đến cái việc mà ông Nguyễn Hòa Hiệp sắp sửa chuẩn bị ra tranh cử tổng thống, là xin anh trình bày về vấn đề này như thế nào ạ? Thì sau khi mà ông rời chính quyền, là sau cái vụ mà 19 tháng 6 ông rời chức tổng trưởng nội vụ của chính phủ Phan Huy Quát. Dạ. Thì ông trở lại vấn đề dân sự thì ông tiếp tục sinh hoạt trong cái đảng bộ Việt Nam của dân đảng miền Nam với ý định là thống nhất các nơi, tức là dưới miền Trung, để chuẩn bị trong một cái tương lai gần, tức là khoảng thời gian đó đó. Trong lúc ông giữ chức vụ tổng trưởng bộ nội vụ thì ông có tổ chức mấy cái vấn đề hội ứng cử, bầu cử hội đồng đô thành, tỉnh lỵ và thị xã đó. Yeah. Đó là những cái hình thức chẳng qua là muốn thử lợi hay là muốn thăm dò cái quần chúng. Vì sau một thời gian rối loạn thì muốn thăm dò cái quần chúng, coi cái ý định của quần chúng ra sao trước khi mà đi đến cái quốc dân đại hội. Do đó, cho nên sau khi ông rời chính trường, lúc đó cũng chưa có vấn đề ứng cử, nhưng mà vào cái mùa thu năm 1967 thì miền Nam Việt Nam có hiến pháp mới. Vâng. Và cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống diễn ra rất là sôi nổi, tức là mùa thu năm 1967. Trong đó đó, trong cái thời gian đó, rất nhiều, như chúng tôi mới nói về ở trên đó, rất là sôi nổi vì lý do rằng nó rất nhiều người muốn ra tranh cử để mà thử lại cái vấn đề của quốc dân đại hội. Tức là trong đó có nhiều xu hướng, có nhiều chánh đảng, cũng như là phía Công giáo, cũng như là phía Phật giáo đưa người ra tranh cử. Thì trong cái đó, với quân đội đầu tiên đưa ra hai liên danh. Liên danh một thì do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm thượng ủy, và liên danh hai một liên danh nữa là do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm thượng ủy. Thì nói như vậy cái anh Thắng thấy rằng đó, rất nhiều liên danh và đương nhiên chính trường rất là sôi nổi, vì đây là một cái hiến pháp mới và đây là một cuộc bầu cử mới, bầu cử tổng thống. Và sau khi một thời gian rất là ngắn thì hội đồng tướng lãnh nó khuyến cáo tổng thống Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ nên nhập lại làm một liên danh quân đại diện cho quân đội. Do đó đó, cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống vào lúc đó có tới 11 liên danh mà ông Nguyễn Hòa Hiệp và ông Nguyễn Thế Truyền đứng chung một liên danh. Vâng. Trong đó 11 liên danh, để tôi cũng nói sơ qua để cho anh Thắng thấy là nó rất là sôi nổi. Thì danh thứ nhất đó là ông do Phan Khắc Sủ và Phan Quang Đáng. Thứ hai là ông Trương Đình Du và Trần Hoa Văn Chiêu. Thứ ba là ông Trần Văn Hương và Mai Thọ Truyền. Vâng. Thì danh thứ tư là Nguyễn Đình Quát, Trần Củ Chấn. Thứ năm là Hà Thúc Ký và Nguyễn Nhân Vinh. Thứ sáu là Hoàng Cơ Bình và Lưu Quang Khình. Thứ bảy, Vũ Hồng Khanh và Dương Trung Đồng. Thứ tám, Nguyễn Hòa Hiệp và Nguyễn Thế Truyền. Liên danh thứ 9, Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Liên danh thứ 10, Phạm Quy Cơ, Lý Quốc Chỉnh. Liên danh thứ 11, Trần Văn Lý và Huỳnh Công Dương. Đó thì anh Thắng thấy đó, 11 liên danh như vậy. Vậy. Trong đó đó là 10 liên danh dân sự. Anh Thắng thấy rõ, chúng tôi mới vừa trình bày. Yeah. Tất cả nhân sự có thể nói rằng những bộ mặt mà hoạt động trên chính trường Việt Nam đều có mặt để mà tranh cử với lại liên danh của quân đội, tức là Trung tướng Nguyễn Cao Kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Yeah. Nhưng mà cái chính đó, chúng tôi lúc đó biết rõ cái chuyện, cái chính của cuộc bầu cử có những cái rất là
chúng ta cần phải theo dõi thì mới thấy được. Cái thứ nhất, liên danh của Trương Đình Du và Trần Văn Chiêu lấy dấu hiệu là chim bồ câu trắng. Thì hai ông đó đó đưa Mặt trận Giải phóng miền Nam, hay nói đó là cục E của Mặt trận Giải phóng miền Nam, đưa cán bộ về tất cả các vùng nông thôn và giang biên châu thành để hoạt động cho liên danh đó, rất là hoạt động rất là ngầm nhưng mà rất là sâu nổi. Chúng tôi đã báo động cái chuyện đó. Sau đó thì tại hội hậu trường của Đô Thành, hay nói rõ hơn ở các tỉnh lỵ cũng như Đô Thành Bộ, thì liên danh của Trung tướng Thiệu và Thiếu tướng Kỳ đã cho người đi yêu cầu một số liên danh dân sự, trong đó cũng có liên danh của Nguyễn Hòa Hiệp, là nên rút lui để dồn phiếu cho liên danh Thiệu Kỳ. Nhưng mà mặc dù mấy ông ứng cử, mấy ông cũng biết rằng không thể thắng cử được, chính mấy ông cũng có nói, gặp nhau nói là chúng tôi cũng được có dịp được nghe, được biết cái chuyện đó. Và mặc dù đã có sự vận động rất là ráo riết để mà các liên danh dân sự rút lui để dồn phiếu cho liên danh Thiệu Kỳ, từng hôm mà rút lui như vậy thì liên danh Thiệu Kỳ không rút lui, liên danh Thiệu Kỳ cũng đắc cử, bởi vì với một cái quyền đang nắm trong tay, cả công an, cảnh sát, quân đội thì nắm trong tay, bao nhiêu đó đi bỏ phiếu thì mấy ông cũng phải thắng thôi. Nhưng mà đó, tại sao phải đi hoạt động để mà yêu cầu các dân sự bộ rút lui, là lý do rằng đó, nếu thắng mà dân một số phiếu kêu bằng không được mạnh lắm thì không có một cái dấu hiệu mà còn cái quyền hành nó mạnh dạng được. Cho nên do đó mà mấy ông phải vận động cái chuyện đó để đấu đầu lại với những liên danh, ví dụ như là của ông Trương Đình Du và nhất là của cụ Phan Khắc Sử và Phan Hoàng Đan. Do cái chuyện điện mà ngầm hoạt động như vậy cho nên thấy rõ rằng đó, các liên danh dân sự sau khi đã gặp nhau rồi thì nhất định không có liên danh nào rút hết. Mấy ông nói rằng đó, nếu rút thì quá dễ, nhưng mà đó, cái chính trường sẽ đưa đến cái chuyện là các quân đội sẽ đưa đến vấn đề thành là cái ảnh hưởng, cái vấn đề là quân phiệt, độc tài quân phiệt sẽ chống nở. Ông Thiệu thắng cử với phần trăm là 34%, phải không ạ? 34%. Dạ, còn ông Nguyễn Hòa Hiệp thì bao nhiêu phần trăm thưa? Liên danh của Nguyễn Hòa Hiệp và Nguyễn Thế Truyền chỉ được có 3% năm. Vâng. Còn ông liên danh của ông Sử và ông Đáng thì là 10% 8. Vâng. Ông Trần Văn Hương với ông Nguyễn Thế Truyền với lại Mai Tòa Truyền là 10%. Cái hội anh ở bên Trung Quốc đó, nhất là cái cuộc chiến tranh biên giới lần thứ nhất xảy ra năm 1979 á, anh có nói rằng là một trong lý do mà phía bên Trung Quốc họ phải tấn công Việt Nam là bởi vì một số cái hỏa tiễn tầm xa đã được gắn ở gần biên giới Việt Trung mà chĩa vào Bắc Kinh, phải không ạ? Mấy kỳ trước chúng tôi có trình bày với anh Thắng đó. Dạ. Yeah. Nhiều người cứ tưởng rằng đó là sau 79 là cuộc chiến của Trung Quốc đã hết, giữa biên giới qua Việt coi như là chấm dứt, coi như hòa bình, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Cuộc chiến đó vẫn còn âm ỉ bằng pháo hai bên hết, nhất là Trung Quốc đã bắn vào vùng tự do cỡ 30 cây số ở biên giới, cho đến theo chúng tôi được biết đến cỡ 1987-88 thì mới tạm dứt thôi. Cái vấn đề chính mà tôi từng nhiều lần được nghe các giới chức Trung Quốc trình bày, chứ không phải một là ngoài cái chuyện 26 tỷ chiến phí, ngoài cái chuyện mà ông Thủ tướng Đỗ Mười đánh tư sản mại bản, rồi tịch thu tài sản của người ta, tức là tài sản mà lúc đó bên Trung Quốc gọi là nạn triều đó. Yeah. Rất là nặng nề, mà khi sau Trung Quốc hỏi lại thì bên kia bị kê bản họng không trả lời được. Cái chuyện đó chỉ là một cái chuyện Trung Quốc nói cũng vẫn là phụ mà thôi, chứ không phải là cái một chiến tranh. Những cái chuyện lớn như vậy mà Trung Quốc cũng tôi biết rằng đó cũng chỉ là phụ thôi. Chúng tôi có việc mới hỏi rằng vậy chứ cái mục tiêu mà chánh hết thể thì ra sao?
lần nào cũng moi hết. Mình có dịp ở đó mình phải biết cho nó có đường đi, mình phải rõ anh Thắng. Nhất hạn là cái vấn đề có liên quan đến đất nước của mình, dầu nó là dưới thánh thể cộng sản, thì cái chuyện mà ở hải ngoại cũng như rất là nhiều trung tâm chính trị của ở hải ngoại cứ nói rằng nó là Trung Quốc đánh Việt Nam vì lý do rằng nó là Việt Nam đánh Bôn Bốt, cũng công viên mà Bôn Bốt là do Trung Quốc yểm trợ, cho nên Trung Quốc đã đánh Việt Nam. Cái đó chỉ là biểu kiến cho vui, nói chuyện vui thôi. Cái chánh đó mà Trung Quốc như chúng tôi nói đó, mà hai cái mà chúng tôi trình bày cũng đẫn ở phụ, cho nên cái tôi moi miết thì nó lo ra một cái mà anh Thắng sẽ thấy rất là ngạc nhiên, mà do đó chúng ta mới thấy rằng cái bộ mặt thật của tập đoàn cộng sản Việt Nam rõ ràng. Sau một thời gian thì Trung Quốc có cho biết thêm, sở dĩ Trung Quốc đánh không phải là muốn chiếm đất đai hay muốn lấn áp lên bang hay cái gì, cái đó là một cách nói thôi. Nhưng mà họ hỏi rằng theo ông Quang, tức là chúng tôi lúc đó trường hợp là bị người láng giềng chơi như vậy thì ông nghĩ thế nào, họ chơi làm sao. Hỏi rằng trước 75 chắc anh Thắng có đọc tài liệu cũng có biết rằng thời kỳ của ông tổng thống Mỹ Nixon đó có một lúc rất là găng, cuộc chiến Việt Nam lên cao độ, và tổng thống Nixon có một lần đã trình Hội đồng An ninh Quốc gia là muốn sử dụng bom nguyên tử, bom hạt nhân mà loại bỏ túi để mà dẹp một lần, nhưng mà tổng thống Nixon không được Hội đồng An ninh Quốc gia chấp thuận hay sao đó, cho nên không có thi hành cái đó. Tuy nhiên cái tin nó vẫn lọt ra ngoài, và phía bên kia cũng phải đấu đầu lại, trở rằng nếu mà bên đây mà qua tình đúng đi mạnh như vậy thì bên kia nó phải có đỡ. Do đó Hà Nội đã yêu cầu Liên Xô và được Liên Xô chấp thuận gắn hai dàn quả tịa phi đạn tầm ở biên giới, gần biên giới qua Việt, hay nói rõ hơn ở trong vùng Lạng Sơn. Hai cái dàn đó dĩa mũi dùi về miền Nam, nói rằng khi mà qua tình đốn ủng hộ miền Nam Việt Nam mà sử dụng võ khí nặng thì bên đây cũng sẽ chơi lại. Do đó mới có hai cái dàn phi đạn tầm trung của Liên Xô gắn tại thuộc lãnh phần của tỉnh Lạng Sơn. Trung Quốc làm sao mà không biết, một năm trời ở dưới vùng đó, họ tình báo của họ nghĩa là những cái gì nhúc nhích đều họ đều biết hết. Cho nên khi sau 75 rồi thì Lê Dũng theo Nga bỏ mất cái chuyện mà cái anh láng giềng bên đây đi, dầu là xã hội chủ nghĩa với nhau, dầu là đã từng giúp đỡ rất nhiều với nhau, mấy ông nghĩ rằng ôm chân như là sinh tổ là chắc ăn hơn. Do đó mà mấy ông trở mặt, và hai cái dạng phi đạn tầm trung đó thay vì sau 75 thì Mỹ đâu nữa, cái người miền Nam, cho nên mấy ông quay mũi về miền Bắc, hay nói rõ hơn hướng Bắc Kinh, Trung Quốc, qua ông Đặng Tử Bình lúc đó rất là có uy tín do đại quốc tế. Và trước khi theo lời mấy ông trình bày thì cũng không nói rõ rằng là hai cái dàn quả tiễn đó hay phi đạn đó gắn đạn đạo đó gắn hạt nhân hay là đầu đạn quy ước thì mấy ông cũng không có nói rõ. Tuy nhiên có nói rằng là lãnh đạo của mấy ông, tức là ông Đặng Tử Bình đã đến qua thành đốn trước đó, tức là trước khi mà đánh Việt Nam đó thì chính Đặng Tử Bình đã đến qua thành đốn. Thì cái chuyện đó nó mấy ông có nói rằng nó chẳng qua là đến cũng như là báo rằng nó là Trung Quốc sẽ đánh. Nhưng ở đây mấy ông còn nói thêm, không biết rằng vì không biết trong cái hai cái vàng đó có gắn đầu đạn hạt nhân hay không, mà anh Thắng cũng nên biết rõ lúc đó cái khoa học về hạt nhân của Trung Quốc rất là giới hạn, có nhưng mà rất là giới hạn, cho nên sợ rằng nó là có cái chuyện khó khăn sau khi mấy ông đến mà không biết cách phá thì cũng tiêu. Cho nên phải báo động với lại qua thành đô. Và trên bước đường về, ông Đặng Tử Bình chỉ đến về đến Đông Kinh, Tokyo của Nhật Bản thôi.
bước chân vừa xuống đó là ba quân đoàn đã đánh vào liền, và họ quyết thi hành cái chuyện nó đi một lèo xuống tới đó phá và đi ra thôi. Họ biết rằng họ làm như vậy chắc chắn rằng nó thế giới cũng không ai chấp thuận hết, do đó họ đi một lèo xuống mặc dầu thiệt hại rất là nhiều. Chúng tôi cũng nên nói với anh Thắng biết rõ, trở dĩ Hà Nội gây cho Trung Quốc một số thiệt hại nặng là nhờ ở đâu anh Thắng biết không? Anh Thắng cứ quên rằng chính quyền lúc đó của Tổng thống Nixon có hứa rằng đó là đưa cho Hà Nội 3 tỷ để tiến cái tái thiết nha. Vâng, cái đó là Nixon hứa. Nhưng mà đó không phải 3 tỷ đưa đâu, là mấy ông nhà Hà Nội tôi, mấy ông tưởng rằng đó là sau khi đó là chắc lệnh 3 tỷ đô la là chắc ăn. Nhưng mà thật ra đó là 3 tỷ chiến cụ, tất cả quân trang quân cụ của miền Nam để lại hết y quyền, quyền con, không có chỗ nào phải hết. Bàn giao lại cho bên kia có thể nói là hơn 3 tỷ là khác. Và Hà Nội nhờ cái số chiến cụ đó mới đưa ra mà chống với lại biển người của Trung Quốc năm 79. Chứ nếu không thì cũng chết. Vâng. Là lý do rằng chỉ thời điểm đó mấy ông này đem hết quân ra đánh ở bên Cao Miên rồi, chỉ còn có một hai sư đoàn nhỏ nằm ở đó thì làm gì mà chống cự nổi. Vâng. Cho nên nhờ vũ khí của ba tịch của miền Nam để lại mà mấy ông cầm cự được một thời gian mấy một hai tuần. Và Trung Quốc, tôi mục tiêu Trung Quốc mấy ông nói với chúng tôi nghe rõ là mục tiêu vào chứ phá hai cái đó đi ra thôi. Yeah. Không có cần ở đó nữa lâu mà thiệt hại mình như vậy cũng là tốt. Mất gần 40-50 ngàn đó anh Thắng. Trung Quốc đó mất gần 40-50 ngàn lính đó. Right. Ở cái tình hình của như vậy đó. Yeah. Cho nên sau này cái chuyện mà giữa Hà Nội với lại Bắc Kinh chỉ là trên cái bệnh viện xã hội chủ nghĩa nói cho nghe vui thôi, chưa biết cái ngày mai nó sẽ ra sao. Chính mấy ông cũng có nói rằng không thể chơi được với tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Không, nó thẳng như vậy mà. Vâng. Đó, thành thử ra đó, đây cũng là một bài học mà chúng ta cũng nên cần biết rõ cái vị trí của Trung Quốc đối với Việt Nam và đối với đảng Cộng sản Việt Nam, nói rõ như vậy. Lý do gì tại sao anh quyết định là không đi theo con đường Trung Quốc như lúc đầu? Ở đó thì cũng là một cái chánh mà nhiều anh em cũng thắc mắc mà hỏi chúng tôi nhiều lần. Lý do rằng một thời gian dài, năm tới năm lặn lội bên đó rồi, chúng tôi cũng được sự thông ý của phía bên kháng chiến Lào, hay nói rõ hơn của cả ông lãnh tụ, tức là tướng Công Le tại Ba Lê. Thế ông cũng có cho hay rằng nếu các bạn đi con đường này, mượn đường thì không nói gì, nhưng mà nếu các bạn muốn rằng giúp Bắc Kinh giúp đỡ sâu hơn, nặng hơn, thì chắc chắn rằng mấy anh bạn sẽ dồn thấy chúng tôi đây. Chính tướng Công Le thời gian đầu cũng nằm tại Bắc Kinh, nhưng mà sau khi thời gian mấy ông thấy rằng Bắc Kinh cũng muốn rằng giúp đỡ, thì mấy anh phải đi vào quỹ đạo của chúng tôi. Tức là kháng chiến Lào, một thời gian tướng Công Le nằm ở Bắc Kinh rồi cũng tìm đường mà chạy qua Pháp nằm thôi. Yeah. Vì không chấp nhận đi vào quỹ đạo đó, thì chính các ổng cũng có thông báo cho chúng tôi, các bạn nên cẩn thận. Thì y chang nhiều lần sau khi các mấy ổng trình bày cái chuyện mà tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã phản bội mấy ổng trên cái chuyện mà xây hai cái đầu đạn về hướng Bắc Kinh, mấy ổng nói tới đằng sau 75 không còn đánh nhau nữa thì phải yêu cầu Liên Xô tháo gỡ cái chuyện đó. Nếu nói như vậy thì Trung Quốc không có đánh Việt Nam. Nhưng mà nói rõ hơn, cái chuyện đó cũng vì Trung Quốc, vì quyền lợi của họ, mà mình cũng nên hiểu vì quyền lợi đó, mà đó cũng là cái mấu chốt để Trung Quốc đánh Việt Nam và phá hết biên giới. Và sau này cái hậu quả anh Thắng cũng đã thấy rồi, mà chúng tôi có dịp trình bày về vấn đề lãnh hải rồi, thì rõ ràng rằng nó bây giờ Hà Nội, hay nói rõ tập đoàn Cộng sản Việt Nam bị Trung Quốc bây giờ vẽ làm sao thì mấy ổng đi như vậy thôi. Mấy ổng vẽ đường hưu sao thì hưu phải chạy theo thôi, chứ không dám hưởng lợi nữa. Cái chuyện đó cho nên chúng ta đừng có lấy làm lạ trong tương lai,
hiện tại thì đã mất bao nhiêu, nhưng mà theo chúng tôi thấy trong tương lai các ông, nếu mà nước Việt Nam hay dân tộc Việt Nam không có lấy lại cái quyền được thì chắc chắn rằng đảng Cộng sản sẽ còn đang đem bán nhiều chuyện lắm.